Alo, xin chào các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán xe cũ trên YouTube. Cửa hàng F1 Auto nằm trên trục đường giao cắt Lê Quang Đạo và Mễ Trì, đầu sân vận động Mỹ Đình. Buổi chiều hôm nay em làm một cái clip để giới thiệu các anh chị và các bạn một chiếc xe cực kỳ đẹp, một chiếc Hyundai i10 siêu lướt. Xin giới thiệu đây là chiếc Hyundai i10 bản số sàn phiên bản 1.2 hatchback sản xuất 2019 bản full option, hay chúng ta vẫn quen gọi là bản đủ. Chiếc xe màu trắng nguyên bản, đang đeo biển tỉnh Hòa Bình. Em có thể rút hồ sơ chuyển vùng toàn quốc. Một chiếc xe màu trắng bản full số sàn, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp, order chuẩn 2,3 vạn, dàn nốt theo xe, sổ bảo hành chính hãng còn đầy đủ. Về chất lượng chiếc xe này chắc là chúng ta không có điểm gì để chê được. Em xin phép là quay chi tiết cho anh chị các bạn cùng theo dõi về chiếc xe này nhé. Em sẽ đi một vòng đuôi chiếc xe này, đánh dấu 1.2, tức là 4 máy đấy, không phải là vì i10 có 1.0, 1.2, 1.2, chứ là 4 máy. Phía đuôi sau Parasoc có cảm biến Parasoc, đuôi thể thao chủ xe đã trang bị cho chúng ta. Vỏ ngoài xe màu trắng tinh, sơn zin nó trên 90%, cực kỳ đẹp. Xung quanh ốp về che mưa, cửa lóc thì có phủ chống nóng, bốn cánh cửa có tay mạ inox. Phía dưới van vô lê thì chủ xe đã trang trí cho chúng ta rồi. Nói chung là chủ xe là một người rất là cẩn thận. Đầu xe thì biểu tượng Hyundai i10 này, mặt ca lăng cách điệu theo form rất là giống với Santa Fe, nhìn nó rất là hiện đại trẻ trung. Lốp xe thì trang bị la răng đúc, đương nhiên rồi, i10 bản full option này có la răng đúc theo xe. Bốn lốp thì cũng còn rất là dày. Đây các anh chị có thể, em sẽ zoom lại gần anh chị nhìn. Bốn lốp theo xe đều sản xuất 2019. Tức là chủ xe chưa trải qua một đời lốp nào cả. Và hoa lốp cũng còn rất là dày, còn sử dụng rất là ít. Một chiếc xe mới đi hơn 2 vạn thì không ai người ta thay lốp rồi. Chỉ có thể nói thêm về chiếc xe này, nó còn quá mới thôi. Màu trắng tinh rất là đẹp. Gương tích hợp xi nhan gập tự động. Cửa thì có tay bấm điều khiển điện, cảm ứng nguồn điện. Nói chung bề ngoài chiếc xe này không có gì phải bàn cả. Nước sơn còn sáng bóng đẹp, sơn zin gần như toàn bộ cả xe, không có điểm gì để chê cả. Sau đây em sẽ quay phần nội thất. Đầu tiên là tắp vi cửa, anh chị có thể quan sát được tắp vi cửa nó không có một chút gì gọi là mòn nữa cả, gần như là mới 100% luôn. Bởi vì khi em mua chiếc xe này, anh chủ rất cẩn thận đã dán toàn bộ ly lông. Ni lông rất là đẹp, và em đã mất công bóc ra toàn bộ ra thì gần như nó mới tinh nguyên cả, không có gì để chê. Các nút bấm gương thì gập tự động. Còn ghế nguyên bản theo xe còn rất là mới, căng đét luôn. Nói chung nội ngoại thất chiếc xe này nó không có gì phải chê nữa cả. Tất cả vô lăng, trang bị phim bấm tích hợp còn quá mới luôn ạ. i10 bản đủ thì sẽ trang bị chúng ta màn hình có định vị GPS toàn cầu. Em xin phép bật lổ máy. Đây các anh chị có thể nhìn thấy order hiện tại chiếc xe chỉ có hơn 2 vạn thôi. Cần số, vô lăng, tất cả các chi tiết theo xe còn quá là mới luôn. Máy thì quá êm rồi. Trần thì bọc 3D rất là sạch sẽ, ni lông còn chưa bóc hết cơ. Nội thất từ phần tabi không có gì để chê cả, chỉ cần quá mới. Định vị GPS toàn cầu của màn hình Hyundai i10 chính hãng theo xe. Đầy đủ startup, đương nhiên đã, bản full là trang bị chúng ta đầy đủ startup rồi. Bây giờ em sẽ lật phần máy cho các chị cùng quan sát. Hiện tại em vẫn đang để lổ máy, các anh chị có thể nghe tiếng máy nó cực kỳ êm luôn. 1, 2, 3, 4 máy nhé, 1.25 4 máy, không phải là 3 máy. Tất cả các con lốc là vẫn còn nguyên sơn dấu nhà sản xuất, chưa cậy phá một con lốc nào cả. Tất nhiên một chiếc xe đi hơn 2 vạn thì không có gì để phải tháo ốc cả,
từ khi chiếc xe đó là ngập nước hay là có vấn đề về máy. Xe của em thì đảm bảo và tuyệt đối là không có vấn đề gì luôn. Tất cả các ụ taxi thì em đã kiểm tra hết rồi. Đến răng đầu xe, taxi bên trái bên phải, chân lốp cabo cũng chưa có một vết nào sáo cả. Cabo còn quá đẹp luôn, chưa rửa mà cũng là nguyên bản như thế này. Tất cả các lỗ đều tròn và đinh tán nguyên theo xe của nhà sản xuất. Tất cả là zin tuyệt đối các anh chị nhé, chúng ta không phải bàn. Đương nhiên là bọn em không thể là mạo hiểm mua một chiếc xe lướt đời cao mà bị đâm va ngập nước rồi mua về cũng không thể bán được. Không ai dạy gì mạo hiểm mua một chiếc xe lướt đời cao mà có vấn đề tất cả. Nên các anh chị yên tâm, em bao kiểm tra toàn quốc, ghi cam kết bằng văn bản xe không đâm không gặp, zin cả xe. Đấy. Hiện tại thì em sẽ đang chào bán chiếc xe này với giá là 348 triệu. Đấy. Có bớt thêm cho anh chị, các anh chị trực tiếp qua xem và chốt mua chiếc xe này. Đấy. Em bao giúp hồ sơ chuyển vùng toàn quốc. Đấy. Một chiếc Hyundai i10 hatchback cực kỳ đẹp, nhỏ gọn. Đấy. Kiểu dáng của i10 thì không có gì phải bàn cả, còn quá là mới luôn, mới chỉ đi 2 vạn dàn lốp theo xe, sổ bảo hành đầy đủ. Giá chào bán chỉ có 348 triệu. Có bớt thêm khi anh chị trực tiếp qua xem và chốt mua chiếc xe này, ngân hàng hỗ trợ lên tới 75%. Anh chị nào có nhu cầu mua chiếc xe này về đi gia đình hay là chạy thêm kinh doanh dịch vụ thì anh chị hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0942 365825. Địa chỉ xem xe ngay đầu sân vận động Mỹ Đình, đường Lê Công Đạo giao cắt với đường Mỹ Trì. Rất cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong clip giới thiệu và những chiếc xe tiếp theo.